Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một ván cờ hay, ấn tượng của danh thủ Hồng Chí, kỳ vương của cờ tướng Trung Quốc, đánh trong giải cờ tướng giữa các bên tái mùa giải năm 2023. Đây là ván cờ bên đỏ đi tiên là danh thủ Trương Ngọc Chiêu và người cầm bên đen, loạn chiến vương Hồng Chí.吃
将军。将军，吃，吃，吃，将军。将军，吃，吃，tới hình cờ trên sau phần cờ cho xe 3-1 về để bắt tốt đầu thì bên đỏ đã buông cờ xin thua trong bối cảnh mà bên đen về sau sẽ có một xe và hai đường binh để tấn công. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên màn thi triển đỉnh cao đến từ danh thủ Hồng Chí, kỳ vương của cờ tướng Trung Quốc. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.